Hoa Lan Quang Minh xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn chế phẩm hoa lan và cây cảnh Hồ Nguyễn Đà Lạt. Thì đây là công dụng, một chai có 6 tính năng: kích rễ, raki, bổ sung mineral BK, sát khuẩn, kháng bệnh, trị đốm lá, rỉ sắt. Và mình pha là 1ml cho 1 lít nước. Giá thành là 20.000 một lọ.